Trong một cuộc họp vào tối thứ Bảy, chính quyền tỉnh Hải Nam Trung Quốc cho biết tính đến 3 giờ chiều thứ Bảy, bão siêu bão Yagi đã làm chết 4 người và làm bị thương 95 người khác tại tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Yagi, cơn bão thứ 11 trong năm, đã đổ bộ hai lần vào thứ Sáu, lần đầu tiên vào lần đầu tiên vào tỉnh Quảng Nam và sau đó là tỉnh Quảng Đông. Hầu hết các khu vực ở Hải Nam đều bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, công nghiệp và nông nghiệp, đồng thời tác động đến sản xuất và cuộc sống của người dân. Theo sở quản lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh, hơn 562.000 người trên khắp Hải Nam đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Cho đến nay, thiệt hại về cơ sở hạ tầng đường bộ, đường thủy, hàng không, dân dụng và các dự án giao thông đang triển khai trên khắp Hải Nam đã lên tới tổng cộng 728 triệu nhân dân tệ, khoảng 102,6 triệu đô la Mỹ. Trong đó 26 tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ cùng 103 tuyến đường cao tốc khác, tổng chiều dài hơn 400 km đã bị hư hại. Các nhà ga và phương tiện đường thủy đã bị hư hại nghiêm trọng, trong khi các sân bay và các dự án xây dựng quan trọng đang diễn ra cũng chịu thiệt hại. Tính đến 5 giờ chiều thứ Bảy, thủ phủ Hải Khẩu đã sơ tán khoảng 105.500 cư dân do cơn bão. Hơn 400 ngôi nhà đã bị sập và hơn 32.000 ngôi nhà đã bị hư hại. Hơn 167.800 cây trong thành phố đã bị bật gốc và hơn 56.700 hecta cây trồng bị ảnh hưởng, gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 26,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 3,68 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, 17 thị trấn của Văn Xương, thành phố nơi cơn bão đổ bộ đầu tiên, đã bị ảnh hưởng trực tiếp, dẫn đến thiệt hại do thiên tai rất nghiêm trọng. Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 25.000 ngôi nhà trong thành phố đã bị hư hại và gần 1 phần 3 số đường của thành phố không thể đi lại được do cây đổ. Trong khi đó, 65% đường dây điện 10 kV của thành phố đã bị mất điện. 792 trạm gốc truyền thông bị hư hại với tỷ lệ mất điện là 82,3%. Tổng thiệt hại kinh tế của thành phố Yoyagi gây ra đã lên tới 32,7 tỷ nhân dân tệ. Để nhanh chóng khôi phục trật tự sau thảm họa, tính đến 6 giờ chiều thứ Bảy, tổng cộng 61.000 công nhân vệ sinh và 6.300 phương tiện đã triển khai trên khắp Hải Nam. Tổng cộng 14.000 tấn rác do cơn bão gây ra đã được dọn sạch và khoảng 142.000 cây đổ trên toàn tỉnh đã được xử lý. Hiện tại, hoạt động của 8 nhà máy điện đốt rác thành năng lượng và 294 trạm trung chuyển rác của tỉnh vẫn ổn định, đảm bảo có thể xử lý kịp thời khối lượng rác tăng lên do cơn bão. Tại tỉnh Quảng Đông, bão Yagi đã buộc phải di rời 730.000 người vào trưa thứ Bảy. Bão Yagi cũng đã tàn phá khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, buộc phải sơ tán khoảng 60.000 cư dân.